Chị Hoàng Thùy, em có thể tưởng tượng chị cũng trong một bộ trang phục màu tím nhưng mà bánh bèo công chúa đứng giữa một cánh đồng hoa hát bài này tung MV. Chị nghĩ sao ạ? Sorry em, nhưng mà chị tiếp xúc với Thùy rất là nhiều và tự dưng em nói thế chị bị buồn cười. Sao buồn cười hả chị? Thùy mà tung váy xong mà chạy chạy như này, chị Hương ơi, chị chạy theo em đi là chị thấy tự dưng rất là khác với cả Thùy bình thường bạn ấy hay hát với chị. Dạ, nhìn cặp kiếm nhật đó thôi nhưng thẳm sâu bên trong là một dĩa bánh bèo. Nhưng mà bé muốn đưa cho em chứ đâu có đưa nó là đưa cho anh. À, nghĩa là đối với em nó sẽ hợp hơn với một giọng nữ đúng không? Anh Dũng có hát được giọng nữ không ạ? Chị nghĩ là hợp với Thanh Thanh Huyền hơn ấy. Vậy em đầu tư luôn được không ạ? Được. Chẳng qua là muốn công nhận tài năng của bạn và tôi sẵn sàng đầu tư 20 triệu ngay bây giờ. Nghe là tưởng tượng mình đang ở Đà Lạt mặc váy công chúa chạy trên đồng cỏ, chỉ thiếu một hoàng tử như là Mai Tiến Dũng nữa mà thôi. Dạ, trước giờ thì em cũng chưa có quen mấy cái phi vụ làm ăn này á, nên là ví dụ như anh Tuấn muốn lợi ích như thế nào anh có thể nói với em trước ạ. Có cố vấn tài chính nên bật chế độ tranh thủ ghê chưa? Có chị Khánh ở đây là phải hỏi liền. Để lại cái version đó cho mọi người đầu tư, còn cái bài hát của em ngày hôm nay thì em vẫn để cho anh Tuấn đầu tư, thì có tham lam quá không ạ? À, hai version. Nhìn chị vậy thôi, chị trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. hãy để bạn nói cho chị cũng được. Nhưng mà con số em muốn là bao nhiêu? Mấy cái vụ tiền này là em dở lắm luôn, nên là chị muốn đưa em bao nhiêu cũng được. Muốn đưa em bao nhiêu cũng được nào quý vị. Quý vị, version đó là của em, còn version này vẫn là của anh Huy Tuấn. Hai anh em mình là những người chiến thắng ngày hôm nay. Ngày vừa lên trong nắng vàng, mùa yêu dấu đã ghé ngang, miền cỏ hoa thơm ngát hiện lên trong vắt. Nhìn trên cao mây trắng bay, mùa vui ấy đã đến đây. Em có hẹn với nắng hoa cỏ cây, tựa mình trên những đám cỏ, thả trôi hết nhé đắn đỏ, để hôn em bay giữa trời bao la gió. Nền hoa đông đưa dưới chân, nụ cười em thêm trong ngần, khi bình yên đến bên em thật gần. Ngồi yên em hát bên trời gì đâu luôn á. Nghe là tưởng tượng mình đang ở Đà Lạt mặc váy công chúa chạy trên đồng cỏ, chỉ thiếu một hoàng tử như là Mai Tiến Dũng nữa mà thôi. Dạ anh Dũng, anh có nghĩ là mình sẽ dành ca khúc này về lại từ tay của anh Huy Tuấn hay không? Liệu là sẽ có một bản version song ca nam nữ chẳng hạn? Dũng ngồi dưới đây là Dũng nhắm mắt và Dũng có du dương, vì ca khúc của Vi thật sự là làm cho Dũng rất là thoải mái, cảm thấy yêu đời và nhẹ nhàng. Có thể đầu tư, nhưng mà trước khi được đầu tư chắc cũng phải hỏi ý kiến của anh Huy Tuấn chứ ạ? Mai Tiến Dũng mà đầu tư tốt ý, thì anh sẽ suy nghĩ. VV sẽ được một cái con số đầu tư nó lớn hơn là những gì anh đang đầu tư, bởi vì bạn ấy xứng đáng. Theo chị Khánh thì là một nhà đầu tư chuyên môn thì em nên nâng con số lên bao nhiêu ạ? Có cố vấn tài chính nên bật chế độ tranh thủ ghê chưa? Em nhảy số rất là chậm, nhưng mà có chị Khánh ở đây là phải hỏi liền. Câu hỏi em không nên đặt cho chị, hoặc là không nên hỏi anh Tuấn, mà nên hỏi VV. Dạ thật sự thì bài hát này em có viết tới hai version. Một version là cái lời này nó sẽ đơn giản, nhẹ nhàng, dễ chịu, yên bình như là mọi người vừa nghe. Và một cái lời thì nó là của một cái người vừa trải qua những khó khăn và người đó nhìn thấy cái những tia nắng đầu tiên và tiếp tục cuộc sống của mình. Nếu như mà anh Dũng thích hay là chị Huyền thích thì em có thể để lại cái version đó cho mọi người đầu tư. Còn cái bài hát của em ngày hôm nay thì em vẫn để cho anh Tuấn đầu tư, thì có tham lam quá không ạ? À, hai version. Không sao đâu, nhìn chị vậy thôi, chị trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. hãy để bạn nói cho chị cũng được. Nhưng mà con số em muốn là bao nhiêu? Mấy cái vụ tiền này là em dở lắm luôn, vì đó cũng là một cái version 2. Kiểu như là cả hai chị em mình đều có bài hát của riêng mình, nên là chị muốn đưa em bao nhiêu cũng được. Muốn đưa em bao nhiêu cũng được nào quý vị.
Nhưng mà nãy giờ anh tưởng là em đang hỏi anh mà. Dạ, em hỏi hai anh chị là muốn đưa em bao nhiêu cũng được. Nhưng mà bé muốn đưa cho em chứ đâu có đưa nó là đưa cho anh. Nghĩa là đối với em nó sẽ hợp hơn với một giọng nữ đúng không? Anh Dũng có hát được giọng nữ không ạ? Chắc không rồi. Bài hát này hợp với con gái hơn. Cảm ơn em rất nhiều. Hai chị em mình nói chuyện sau nghe. Dạ quý vị, version đó là của em, còn version này vẫn là của anh Huy Tuấn. Hai anh em mình là những người chiến thắng ngày hôm nay. Cảm ơn VV rất là nhiều. VPBank Pram, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.